ngày 7 tháng 5, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ, sinh năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ tự giới thiệu mình là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, chuyên kinh doanh xăng dầu và có công ty trách nhiệm hữu hạn Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ. Nghệ nhiều lần kêu gọi bà NL và bà TBT góp vốn kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân. Từ năm 2019 đến năm 2022, Nghệ đã nhận của bà L gần 602 tỷ đồng và bà TBT hơn 606 tỷ đồng. Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng tiền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Đến tháng 4 năm 2021, Nghệ không còn khả năng chi trả. Hai bị hại đã tố cáo Nghệ lên cơ quan công an. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2021, Nghệ bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng đã chuyển lại cho họ lần lượt gần 443 tỷ và 416 tỷ đồng lợi nhuận. Tổng cộng, Nghệ đã chiếm đoạt của hai bị hại hơn 322 tỷ đồng. Trong vụ án này, ngoài hai bị hại NL và TBT, bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỷ đồng, còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tách thành vụ án khác để điều tra xử lý.